Truyền hình nhà nước Syria ngày hôm nay mùng 2 tháng 7 đưa tin ít nhất 9 người chết và 15 người bị thương sau vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Tari ở thủ đô Damascus của Syria vào sáng cùng ngày. Theo nguồn tin trên, các lực lượng an ninh Syria đã ngăn chặn 3 ô tô cài bom, trong đó cho phát nổ hai bom xe tại cửa ngõ vào thành phố và tiêu diệt những đối tượng điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, chiếc xe bom thứ 3 đã lao được vào Damascus và đối tượng đã cho bom phát nổ ngay tại quảng trường Tari sau khi bị bao vây. Hãng thông tấn nhà nước Syri Sana dẫn lời một quan chức cảnh sát cho biết, trước đó những kẻ khủng bố có ý định cho phát nổ ba xe bom cùng một lúc sau khi điều khiển hai chiếc xe lao về phía sân bay nằm ở phía đông nam thủ đô và chiếc thứ ba lao vào quận Sahat Antari. Vụ nổ tại quảng trường trung tâm đã làm vỡ và hư hại nhiều cửa kính của các nhà dân xung quanh hai xe có bom bị lực lượng an ninh ngăn chặn cho phát nổ tại cửa ngõ vào thành phố, đã phá hủy một chốt kiểm soát an ninh khiến hai binh sĩ bị thương. Vào giữa tháng 3 vừa qua, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cũng đã nhận là thủ phạm tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhằm vào trụ sở tòa án và nhà hàng ở Damascus làm 32 người thiệt mạng.